Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Trailer PT Nhật Đức nha. Hôm nay mình lại review các bác một trong những cái màu size vô lăng hiện tại đang hot và cũng đang còn ở cả mình. Đấy, thời gian vừa rồi thì mùa hè lắng được nhận được rất nhiều BM cũng như là góp ý cũng như là gọi là đóng góp cũng như là hỏi về cái bọc vô lăng này các bạn. Mình rất là vui luôn vì đây là bọc vô lăng một cường xịn Hàn Quốc chứ mình không làm đồ nhái nói luôn nhá. Qua video nói cho các bạn đây hàng xịn 100% Hàn Quốc, hàng Hammed. Đây các bác nhìn, hôm nay mình giải thích lại cho các bác nhé. Đây là hàng Hammed. Hammed là làm 100% đan tay thủ công của người Hàn Quốc làm. Đây các bác cứ nhìn cái địa chỉ đây, các bác nhìn thấy VIP không ạ? Hammed nhá. Để mà một sản phẩm này ra thì người thủ công Hàn Quốc phải đan trong vòng tầm khoảng 2 ngày mới được cái bọc vô lăng này. Đấy các bác nhìn này, Hammed 100% Hàn Quốc này. Đấy và đây là Hammed là thủ công đan tay. Đấy các bác nhìn này, toàn bộ tất cả chi tiết, nơi xuất xứ, sản xuất, nguồn gốc có hết ở mặt sau. Và hôm nay là sẽ có tất cả các màu mới. Đây, màu này là một nha các bác nhá. Màu này gọi là đen đỏ trắng. Đấy, đen đỏ trắng đây. Màu này hiện tại bên mình đang còn size 38, lắp cho thằng K250, K200 rồi tất cả dòng xe con 4 chỗ. Đây và một màu thứ hai đang hot nữa. Đó chính là màu chì đỏ hột đen. Đấy, cũng là size 38. Đấy. Đây nhá, sau đó tiếp theo đó là size 41 lắp cho toàn bộ dòng HD72, HD65 rồi những là Hino cộng với là Hyundai cộng với một số những dòng xe tàu, tất cả size 41 thì size phổ thông nhất thì đang có màu này các bạn ạ, màu xanh nhá. Đây. Đây là xanh đen. Đây. Đây. Riêng bọc to 41 thì họ sẽ đóng bằng túi lông, họ không đóng gối như kiểu này nữa. Đấy các bác nhá, chứ không phải là hàng này khác nhau các bác nhá. Đấy, nên là mình phải nói luôn qua video này. Đây. Đây là size. Đây các bác nhìn, đây là xanh đen. Xanh đen. Xanh đen thì hiện tại bên mình đang còn size đắp cho Hyundai nè. Rồi Kia K165, K3000. Rồi cũng như là Hyundai HD72, HD65. Đấy, đây mình với mình còn tiếp theo màu đen. Đen. Đen trắng các bác nhá. Đây. Đen trắng. Đen trắng này. Đen trắng hiện tại bên mình đang còn size 41. Đây các bác là size 41. 41 thì nó sẽ lắp chung cho dòng Kia K165, K3000 và cũng như là ra làm chung cho Hyundai HD từ HD65 đến HD Limited 110S từ L250S. Để tất cả các dòng xe tàu size 41, 42 đến hết vừa hết ạ. Đấy bên mình còn hai màu này nhá. Và tiếp theo nữa là màu đỏ rực. Đấy, đỏ rực. Đỏ rực các bác này. Đỏ rực. Đấy, bên mình còn màu đỏ rực cũng là size 41. Đấy, size 41. Đấy, lắp cho Hyundai HD72, HD65, Kia K165, K3000. Rồi tất cả các dòng xe tàu mình biết sao là cái vỏ vô lăng của bác là size 41, 42 hoặc là 40 đều lắp vừa. Đấy, hàng Hammed đan công thủ tay. Hammed luôn, màu đỏ. Đấy, và tiếp theo nữa là size 45. Nên đến size 45 thì lắp cho xe Hilo cộng với Hyundai 5 tấn đời cao HD10. Rồi cũng là dòng tất cả các dòng xe tàu. Đấy. Thì hôm nay là bên mình đang còn cái màu này. Màu này rất là đẹp, nên màu này hot cực luôn ấy. Mình phải nói là cái màu này nó đẹp. Màu nào cũng đẹp nhưng mà để mình thấy màu này đẹp nhất đây là trắng đen đỏ. Trắng đen đỏ là size 45. Size 45 các bác nhá. Size 45. Size 45, đây mình còn size 45 còn size này. Hilo Hyundai HD10 cũng như toàn bộ dòng xe của tàu nó vừa hết ạ. Đấy, hiện tại bên mình đang còn rất nhiều size và rất nhiều màu. Các bạn làm mà qua được tất cả màu này, các bác mà thích màu này thì các bác có thể yêu quý gọi điện cho mình qua hotline 0978823 và 0978823038 cũng như hotline là 861-6426 và đúng cái hàng có cái cả visit này. Đấy, bên mình đang bán toàn bộ hàng đúng xịn Hammed 100% hàng thủ công đan tay của Hàn Quốc và vô lăng học cường. Đấy, các bác ủng hộ nhé. Đấy, bên mình còn tất cả các màu đây. Mình tổng hợp lại là còn màu xanh đỏ đen. Ở đây còn màu xanh đen size 41, đỏ size 41, đen trắng size 41 và đỏ đen trắng size 45. Ở đây thì có bạn hai màu đang hot. Đấy, chỉ đỏ hộp đen size 38 và một cái nữa là
size đây, size size 38 nắp vừa cho Win X8 các bác nhá, đỏ trắng đen. Đấy, hôm nay thì mình lại review trực tận cảnh trực tiếp lắp cho xe K250 của em Quang. Đấy, đến từ một nơi rất là xa xôi Hà Giang. Đây chú ơi, đây hôm nay mình sẽ tận cảnh đây, đây phụ của người tôi nhập nước đây các bác nhé. Các vào đúng cái từ người tôi nhập nước ủng hộ mình này. Đấy, bên cạnh không phải càng bình nhá, các bác vào đúng càng của người tôi nhập nước lên bỏ đây. Đây và sau đây mình sẽ lắp chiếc xe của em Quang. Đấy, một trong những người em hay ủng hộ đồ mình thì ngày nào em cũng xuống đây bốc cá các bạn, ngày nào cũng xuống đây bốc cá nhá. Đấy, xe của em Quang đặc biệt là ngày nào cũng xuống bốc cá, hai ngày em phải xuống Hà Nội một lần. Đấy, xe của em Quang cũng vừa lấy cái đây được mấy tháng thôi, để lên hết màn hình rồi, màn hình to rồi. Và sau đây là tận cảnh bọc vô lăng, trước đấy thì em đã dùng bọc vô lăng da các bạn nhá. Đấy, và sau đây mình sẽ lên cái bọc vô lăng hoạt cường màu mới nhất, hàng này vừa mới về sáng nay các bạn nhá. Cái video này là mình úp hôm nay là ngày thứ ba hay thứ tư nhỉ. Hôm nay thứ tư, đấy, hôm nay là vừa mới về được, mình về được cái lô hàng này. Đấy, màu mới. Đấy, màu mới các bạn. Đấy, màu mới này, mình vừa review rồi đúng không? Hôm nay mình lại đang tận cảnh bọc vô lăng của K250 cho em Quang. Đấy, trước đấy thì em đã dùng bọc vô lăng da nhưng không thích. Đấy, ngày nào xuống đây bốc cá thì em thấy mình hay lắp cái này cho anh em thì em cũng hỏi và hôm nay quyết định lên bọc vô lăng một cường. Đấy, các bạn thấy không? Đang vào tận cảnh xe của em nhá. Đấy, em Quang, đấy. Tí mình sẽ gọi em Quang xuống cho em Quang cảm nhận cái bọc vô lăng hột cườm này, vì em Quang đang mải bốc cá trong cơ sở gần nhà mình. Đấy, vô lăng hột cườm. Ok, đấy các bạn thấy không, vào rất đơn giản. Đấy, các bạn thấy không, rất tuyệt vời luôn. Đấy, đây bọc vô lăng hột cườm nhá. Đấy, đấy đây là hàng 5m 100% này. Đấy, vừa review xong thì em Quang hỏi mình thì mình bán luôn cho em Quang cái bọc vô lăng hột cườm nhá. Xe của em Quang này. Ừ. Em Quang thì Hà Giang. Sau em Quang thì Hà Giang các bác nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã đến với video này và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Thì tí mình sẽ quay một cái video khác về bạc xe của em Quang, còn làm một số thứ nữa cơ. Thế nên ra là thôi, anh em mình dừng cái video này đây để mình tập trung làm cho em Quang cái cản hông nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều. Rồi chung ơi, để chung ơi, cứ để chung ạ, làm cản hông đi. Ai Quang, anh nhờ tí lên cảm nhận xem được không? Đây á, đây là chủ nhân của K250 này đấy, giám đốc ở vùng xa xôi, rất lời rất xa luôn thì Hà Giang đấy. Em nổ máy phân thử đi. Đây là một trong những cái bọc vô lăng hạt cườm 5m đấy. Đây là hàng 5m đặt thủ công bằng tay 100% bằng tay của người lao động Hàn Quốc. Những cô gái em sinh từ Hàn Quốc đã đan lên cái này, đan trong vòng cái này 2 ngày mới được một cái này nhá, Quang nhá, đan tay 100% luôn. 5m đan tay 100%.